Này, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ với các bạn một cái hộp cơm cắm điện của cái hãng bia. Thì bây giờ các những ai mà làm văn phòng mà hay mang cơm đi thì cái hộp cơm cắm điện để hâm máu nóng và nhất là vào mùa đông này thì nó là cái rất tiện ích cho mọi người, vừa ăn cơm nóng vừa thơm ngon mà tránh cái việc ăn cơm ngoài hàng không đảm bảo vệ sinh. Thì đây là cái hộp cơm điện, dung tích của nó là 2 lít, công suất là 270W. Cái mã của nó là DFHS2123, sử dụng điện 220V. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc cái hộp này ra xem bên trong nó có những gì nhé. Thứ nhất là đây là sách hướng dẫn này, hướng dẫn sử dụng. Cái này là cái gì đây, toàn tiếng Trung, tôi cũng không dành tiếng Trung lắm, chắc là giờ mở cái hộp này ra xem là có những gì bên trong. Đây là cái túi đựng này. Nó khuyến mại cho mình một cái túi đựng của hãng bia luôn. Ta sẽ xem túi ra bên trong này xem nó có gì. Thấy đâu, cái thùng bên trong là không còn gì nữa. Rồi, các bạn nhìn thấy đây, đây là cái hộp cơm chính của chúng ta đây, hãng bia hình con gấu này. Đó. Rồi, chúng ta mở nó ra, bỏ giấy bóng ra nào. Bia. Đó, đây là hình dáng bề ngoài của nó đây. Đấy, hàng bia. Đây, cái tem bảo hành này và các cái thông số kỹ thuật của nó đều ghi hết đây. Model của nó là DFHS2123. Đó. Và chúng ta mở ra bên trong xem có những gì nhá. Đây là cái nắp trên của nó này các bạn. Còn đây là cái tay cầm này, các bạn cầm. Đó. Đây là cái ngăn phía trên của nó. Đó. Chúng ta mở ra xem nào. Đây. Ngăn trên này thì đây nó dùng bằng inox 304. Đó. Trên này thì nó có một cái nắp. Thì xung quanh cái nắp này nó có một cái gioăng, gọi là gioăng cao su này, đấy, để cho nó hút chân không. Cái này đối với cái nồi cơm này mình có thể hút chân không được. Đó, thì cái núm này là dùng để hút chân không này các bạn này. Phụ kiện của nó thì gồm có một cái, đây là cái bơm hút chân không. Đó, cái bơm hút chân không khi các bạn hút thì các bạn cắm nó vào đây, cắm vào đây hút. Đó. Và tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn hút. Và đây là một cái cốc để mình đong nước. Rồi, đây là cái nắp thứ nhất. Tiếp theo cái tầng thứ nhất rồi, bây giờ tiến tầng dưới này. Đây là cái hộp ngăn cắt giữa tầng 1 và tầng 2. Thì ở tầng 2 này thì đây là cái đáy nồi. Đáy này, cái đáy thì nó gồm có một cái mâm nhiệt của nó là ở giữa này. Đây là cái ổ cắm điện này, đây là công tắc này. Đó. Rồi. Đây này, này. Đây là cái ngăn hộp thứ nhất ở giữa, ở phía dưới đấy. Đấy, nó cái nồi hộp này nó sẽ dày hơn so với hộp phía trên. Thì hộp này sẽ chủ yếu là mình có thể đựng cơm ở đây, còn hộp trên là mình đựng canh. Đấy, thì bây giờ xem là trong cái hộp này mình sẽ có những gì này. Ở đây mình cũng sẽ có một cái nắp cũng có gioăng cao su để nó bịt kín lại và mình có thể hút chân không được. Đó, nó cũng tương tự như cái nắp của cái này. Đó. Thì bên trong của nó thì nó có một cái dây điện này, đây dây nguồn để cắm này. Đó. À, bên trong của cái hộp cái ngăn phía dưới này thì nó sẽ có thêm cái ngăn phụ, đây là mình có để thức ăn ở đây. Đó.
đây nó còn có cái tay để mình cầm nắm này. Đó. Đấy. Thì mình có thể ngăn đầu phía dưới này. Thì xem nào. Đây cũng nó cũng dùng bằng inox 304, hàng chất lượng cao đấy. Cái này cũng vậy, cũng là inox 304 luôn. Đó. Thì cái ngăn này các bạn có thể để cơm vào đây, trong ngăn này để thức ăn. Đây, còn ngăn trên này là mình có thể để canh vào. Và để canh thì mình có thể hút chân không thì nó sẽ bịt kín cái này lại và lại nước nó không bị dò ra. Thì bây giờ cái cách sử dụng như thế này. Đầu tiên là các bạn sẽ đổ nước vào đây. Đổ nước vào đây thì các bạn sẽ dùng cái cốc. Cái này là cái cốc mình đong nước mình đổ vào đây. Đấy, đổ nước vào. Đó. Đổ nước vào. Sau đó là mình khi mà các bạn mang cơm đến nhá. Mình đến văn phòng chẳng hạn đúng không? Mình muốn nấu thì là mình sẽ phải thì lúc đầu là cái nắp này nó đang bị đậy kín lại với nhau. Đậy kín như này. Thì khi mà các bạn nấu thì các bạn bỏ hai cái nắp này ra. Bỏ cái nắp này ra. Sau đó mình sẽ đổ nước. Đổ lấy nước mình đổ vào đây. Đổ vào cái ngăn dưới này, sau đó mình để cái này lên. Đó. Nếu như mà hai tầng thì mình sẽ chụp thêm cả cái này nữa vào. Đó. Chụp vào. Đấy, xong rồi mình để cái ngăn canh lên. Cái ngăn canh này là mình khi nấu mà mình cũng phải bỏ nó ra. Đấy, thì vì nếu các bạn không bỏ nó ra thì nấu nó nóng lên cái áp suất ở trong này nó cao, có thể nó làm nó nứt vỡ hoặc là nó nổ. Đấy, nên là các bạn bỏ nó ra. Đấy, xong rồi đặt nó lên này. Đó, xong rồi mình sẽ chụp cái nắp này vào. Đấy, chụp cái nắp này vào. Đấy, rồi thì bây giờ các bạn sẽ cắm dây điện nó vào. Các bạn cắm điện này. Cái này thì các bạn phải cắm điện trước khi mà để nha, chứ không nếu mà để nghiêng như này là nó mà cắm nó sẽ đổ này. Đấy, bây giờ tôi cắm dây điện vào. Đó, thế thì bây giờ cái này nó mới này là nó còn đang có cái rắc cắm gỡ tôi rút ra này. Và các bạn cắm vào cái nguồn điện này thôi. Đấy, cắm vào nguồn điện này. Đó. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ nghiêng để cho các bạn dễ nhìn này. Đây là phía trong là mình cắm dây điện này. Đây, phía trước này đây là có một cái nút bấm này, các bạn chỉ cần bấm nút này. Cái cắm nó đang bị lỏng rồi, tôi cắm chặt lại rồi. Bây giờ tôi đây, các bạn nha, đây nha, khi mà đây là cái nút bật tắt của nó này, khi mà các bạn hâm thì các bạn bấm này. Đấy, thì đèn đỏ nó sáng này thì là nó sẽ hâm nóng này. Đấy. Và chỉ cần khoảng tầm 5 phút thôi là này, bắt đầu nước nó sôi, nó bốc khói lên trên này thì các bạn có thể là tắt nó đi và rút điện ra. Đối với cái này thì nó cũng có cái chế độ là bảo vệ khi mà nước nó cạn. Khi mà cái nước ở trong này nó sôi lên thì nó sẽ làm hâm nóng tất cả những cái thức ăn ở trong đây. Thế nhưng mà nó khi mà nước nó cạn thì nó cũng có chế độ bảo vệ tự ngắt. Thế nhưng mà tốt nhất là các bạn nên để ý để đảm bảo an toàn thì tôi khuyên các bạn là nên để ý là mình chỉ cần bật cái này, bật cái này khoảng tầm 5 phút thôi. Đây hiện tại là bây giờ mình không bật được nữa là bởi vì cái này nó nóng, nó chưa có nước nên là nó tự ngắt rồi. Đó. Nó có chế độ tự ngắt rất an toàn. Đấy. Thế nhưng mà để đảm bảo thì các bạn đổ nước vào đây và khi mà nó sôi khoảng tầm 5 phút thôi là các bạn có thể rút nguồn điện nó ra. Và là để một lúc nữa là thức ăn là nó nóng chín hết là các bạn có thể ăn được bình thường. Đấy. Và cái này nó cũng có chế độ tự ngắt nên là bây giờ nó đang hiện tại đang nóng này, Đấy. Nên là tôi bật nó sẽ không lên được nữa. Đó. Bởi vì nó tự ngắt rồi, khi nào nó nguội bớt đi thì là lúc đấy mình có thể bật nó lên được. Đấy là cái chế độ mà nó chống để tránh trường hợp nó cạn nước thì nó bị cháy, nên là cái này các bạn hoàn dùng hoàn toàn yên tâm. Đấy là cái cách mà mình hâm nóng thức ăn là như vậy. Thì bây giờ cái cách mà mình hút chân không thì như nào. Đấy, đối với hút chân không thì đơn giản thế này thôi, các bạn cho thức ăn các thứ vào. Đấy, sau đó các bạn chỉ cần đậy cái nắp này chặt kín xung quanh. Đấy, đậy nắp chặt rồi. Đó. Sau đó là mình sẽ dùng một cái bơm hút này. Đấy, mình ấn vào xong mình hút này. Đấy, mình ấn nó vào cái núm giữa này. Đó.
xong mình hút này. Thì các bạn chú ý này, ở đây nó có cái núm này, núm này khi mà đang phồng lên phía trên như này thì là đang chưa được hút. Khi mà hút thì cái núm này thì nó sẽ sụt xuống dưới, thì là mình biết được là nó đang hút, là nó đã được hút trên không. Để tôi thử thử làm nhé. Đấy. Đấy, các bạn nhìn em cái núm này này là nó đã bị bóp tụt tụt xuống này. Đấy, thì là chính là cái nồi này, cái gioăng này đã được hút chân không kín vào rồi, nên là mình bây giờ mình không không bật được ra này. Đấy, bật không ra này, thì bây giờ muốn bật nó ra này thì là mình sẽ bật cái này để cho nó xì hơi ra. Đấy, các bạn nghe thấy xì đấy. Đấy, thì lập tức là cái chỗ này nó phật lên, thì là lúc này là mình có thể mở được ra đó. Mở ra thì tương tự như cái kia nên làm cái kia. Đây, cái nồi phía trên này. Nồi phía trên là các bạn cũng làm theo đúng như này, bắt đầu mình hút chân không rồi. Chỉ cần hút hai ba cái là nó đã hút được chân không rồi. Các em muốn xả chân không thì lại ấn cái này xả ra. Đấy, thì là các bạn mở được ra rồi.